quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cải cách hành chính luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại vì nhân dân phục vụ, đặc biệt việc nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân ở cơ sở là hết sức quan trọng. Chỉ có làm tốt công tác tiếp dân mới giúp cho cải cách hành chính thực sự thiết thực, hiệu quả, tránh xa được tệ quan liêu, sách nhiễu. Xã Minh Hải, huyện Văn Lâm có thời gian xảy ra nhiều tranh chấp đất đai, những bức xúc của người dân về tình trạng doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường. Xác định vai trò của người đứng đầu trong việc giải quyết những vấn đề khúc mắc, đồng chí chủ tịch Ủy ban dân xã Lê Quang Đào trực tiếp nhận đơn thư, phân loại, đánh giá tính chất xác thực và giải quyết vào thứ ba hàng tuần. Có những vụ việc đồng chí tiếp công dân hàng chục lần bằng cả lý lẽ và dẫn chứng pháp luật để người dân hiểu. Các ngày làm việc trong tuần, người dân mà có đến ý kiến thì chúng tôi đều tiếp đón, có nhiều những nội dung về lịch sử để lại từ rất là nhiều năm nay, chúng tôi vẫn niềm nở tiếp nhận, sau đó nghiên cứu xem xét và phối hợp các phòng của huyện giải quyết theo quy định để làm sao không có khiếu kiện vượt cấp, đáp ứng cái nguyện vọng của nhân dân. Rất hài lòng với cái tác phong và cái cách làm việc của đồng chí chủ tịch. Gần như ngày nào mà công dân chúng tôi có việc lên thì cũng đều được sự đón tiếp, không cứ gì cố định là ngày thứ ba. Những năm qua, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm được đánh giá là điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh. Gần 100 dự án lớn nhỏ vào địa bàn đều được triển khai thuận lợi với sự đồng thuận của đông đảo người dân. Một trong những kinh nghiệm để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đó là thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân. Đối với đồng chí chủ tịch Ủy ban dân xã Cao Văn Long, đây là việc làm thường xuyên, không né tránh bất kỳ ai và không ủy quyền cho cấp phó. Tân Quang bao giờ cũng có lãnh đạo trực cùng với bộ phận một cửa. Khi có những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp chưa hiểu thì tôi mời doanh nghiệp, mời người dân và mời cùng cả trên tinh thần yêu cầu mang văn bản ra để người dân hiểu, phải xác định người dân và doanh nghiệp coi như người nhà nhà mình thì để hiểu và chia sẻ. Là một địa phương hiếm khi xảy ra đơn thư khiếu kiện, nhưng đồng chí Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch Ủy ban dân phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào vẫn đặc biệt chú trọng đến công tác gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, tiếp dân vào thứ sáu hàng tuần để giải đáp khúc mắc, nắm bắt thông tin phản ánh về thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, từ đó kịp thời điều chỉnh. Chỉ đạo quán triệt công chức chuyên môn khi tiếp công dân thì niềm nở, hòa nhã. Những công dân mà có đơn thư sẽ vào sổ và nếu như sự hiểu biết của mình tuyên truyền giải thích được nhân dân sẽ thực hiện luôn, quyết liệt và triệt để ngay, bất kể thời gian giờ giấc. Đồng chí tiếp đón nhân dân chúng tôi rất là chú đáo. Thực tế cho thấy những xã mà người đứng đầu quan tâm đến công tác tiếp dân là địa phương xây dựng mối quan hệ hài hòa tốt đẹp giữa người dân với cơ quan nhà nước, từ đó góp phần ổn định về an ninh trật tự, tạo tiền đề cho kinh tế xã hội phát triển. Thưa quý vị và các bạn, mạng lưới rộng khắp của bưu điện được ví như cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính, giúp giải quyết các thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, tăng tính minh bạch. Trong đó, dịch vụ bưu chính công ích đóng vai trò quan trọng, góp phần xây dựng chính quyền điện tử. Anh Nguyễn Kim Ngọc ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm đến trung tâm hành chính công để làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục, anh ra bộ phận một cửa của bưu điện tỉnh để được hỗ trợ chuyển phát nhanh về tận nhà khi có hộ chiếu mới. Trước thì phải đi lại rất là nhiều lần, bây giờ thì chỉ cần đi một lần như thế này xong là chuyển về tận nhà luôn, không phải đi lại nhiều lần, mất thời gian và tiền của. Chị Trần Thị Thìn ở phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào từ lâu đã có thói quen nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính ở bưu điện thị xã, sau đó đăng ký trả kết quả về tận nhà, khiến cho chị yên tâm hơn, không phải thấp thỏm căn ngày giờ theo giới hạn hay lo lắng hồ sơ bị thất lạc. Hôm nay tôi đến đây để làm thủ tục đổi lại bằng lái xe. Đáng lẽ tôi phải vào trong Hưng Yên để làm, đường xá xa xôi. Bây giờ thì tôi cứ lên bưu điện Mỹ Hào, có các nhân viên làm thủ tục cho tôi rất là nhanh gọn. Hiện nay, trên 1.000 thủ tục hành chính có thể tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Toàn tỉnh hiện có 162 điểm phục vụ của bưu điện và 43 bưu cục thực hiện các dịch vụ bưu chính công ích. Năm 2021, bưu điện tỉnh đã thực hiện gần 900.000 lượt dịch vụ bưu chính công ích, tăng gấp 5 lần so với năm 2020. Đặc biệt là sự phát sinh nhiều của hồ sơ căn cước công dân và bảo hiểm xã hội. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện là một trong những cải cách hành chính góp phần giảm tải công việc của cơ quan hành chính, sự công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí và trong thời gian tới tăng cường tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tới đông đảo người dân và trên địa bàn. Công khai các thủ tục hành chính có thể tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện. Việc triển khai tốt dịch vụ bưu chính công ích đã góp phần cung cấp những dịch vụ tiện ích, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho các tổ chức cá nhân, khai thác tối đa hiệu quả mạng lưới bưu điện rộng khắp trong cải cách thủ tục hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.